quay trở lại với kênh YouTube của Friendzoner. Và đây là tập 4. Thì rất nhiều bạn hỏi và đặt các comment rằng là bao giờ có tập 4, bao giờ có tập 6, bao giờ có tập 8, bao giờ có tập 10. Thì hôm nay mình đã ra tập 4 với những lý do rất là chính đáng như là chơi, nghỉ mát. Mình đã cố gắng trong khoảng thời gian đó sắp xếp các công việc và soạn kịch bản cũng như là trả lời những câu hỏi của các bạn. Và nay thành quả là đây. Nói thế hơi dài nhỉ? Bắt đầu luôn. Và vâng, đến với câu hỏi đầu tiên là câu hỏi của bạn thứ 130 trên 200 à không, 20.000. Really nigga. Các viewer, những người đặt câu hỏi thì bạn có đặt ra một câu hỏi rằng là tại sao bây giờ vẫn còn tồn tại khái niệm cha mẹ đặt đâu con người đấy? Thì thực sự đây là một vấn đề rất lớn, một vấn đề ảnh hưởng đến nhiều người, và đặc biệt đây là người lớn so với tôi. Đấy, thế nên rằng là tôi chỉ nói ra một vài cái quan điểm cũng như là cái góc nhìn thôi, góc nhìn nho nhỏ thôi, không dám đánh giá gì cả. Đó. Thì thứ nhất rằng là cá nhân tôi thấy rằng là đa phần các bố mẹ bây giờ đều muốn đặt những cái nguyện vọng cũng như mong muốn của mình vào con cái là vì gì? Là vì họ cảm thấy rằng là mình là người lớn và có những góc nhìn rất là xa, rất là chuẩn về định hướng cũng như rằng tương lai cho con cái. Vâng, chính tôi là một người con và tôi cũng cảm thấy đó là đúng. Khi mà mình nhìn vào thì mình nhìn thấy rằng là bố mẹ muốn thế này, bố mẹ thế kia rất chuẩn, đúng không? Ok. Nhưng mà cá nhân mình thì lại cảm thấy rằng là là nó ổn định thật đấy, nhưng mà không phải là cái mình thích. Mình thích cái gì? Mình thích là làm cầu thủ bóng đá này, làm streamer, làm YouTuber, ví dụ như vậy. Đấy, nhưng mà bố mẹ thì lại thấy những cái đam mê cũng như cái mong muốn của mình nó không có tương lai, nó không có sự ổn định, nó không mang lại thành công. Vì mai sau chúng ta còn phải báo đáp này, chăm lo cho con cái này. Và cái sự ổn định về mặt kinh tế cũng như rằng kiến thức, nó là một cái rất quan trọng, nó là một cái nền móng rất cần thiết cho sau này. Đấy, thì tôi chỉ biết thế thôi, rằng là đấy là một trong những cái vấn đề cũng như là những cái lý do khiến cho bố mẹ đưa ra những cái quyết định hộ cho con cái. Còn nếu mà bạn muốn cân bằng được việc đó thì rất khó. Thôi mình sang câu tiếp theo nhé. À đây à. Thì ngay tại đây, nhìn vào chính cái máy tính này, thì tôi lại thấy ngay một câu hỏi tiếp theo của một bạn thính giả. Là bạn này là hỏi rằng là bao giờ Việt Nam hết bệnh thành tích? Thật trùng hợp phải không? Lại là một vấn đề liên quan đến bố mẹ. Bố mẹ, tại sao bố mẹ lại đặt những cái vấn đề những bệnh thành tích cũng như là tạo nền móng cho cái bệnh thành tích này với con cái? Thì thực sự là cá nhân mình nghĩ rằng là cái việc này, những cái ai ở lứa tuổi học sinh như mình, như cái bạn đang hỏi đây, hoặc là có thể là các anh chị lớn hơn, nhưng các anh chị lớn hơn chắc ít hơn, thì đều cảm thấy một cái chung như vậy. Vì rằng là những bố mẹ đều muốn con cái mình đạt điểm số cao trên lớp để làm gì? Để ví dụ như là ra ngoài không, gặp bạn bè các thứ, người ta khoe con mình học thế này học thế kia thì con nhà mình cũng phải kiểu giỏi giỏi tí chứ, đúng không? Đấy, mắt mày mắt mặt. Đấy là những cái mặt mà ai cũng nhìn thấy. Và cũng chính vì thế mà nhiều bạn nghĩ rằng là bố mẹ chỉ nghĩ cho mình, chỉ nghĩ cho cá nhân, chẳng qua là mắt mày mắt mặt bố mẹ, chẳng qua là thỏa mãn cái sĩ diện của cá nhân cũng như là của gia đình hay thế nào đấy. Nhưng không, đấy là chỉ là một mặt, một phần mà các bạn nhìn có thể nhìn thấy. Còn có 3 yếu tố mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến bạn và có lợi cho bạn. Đấy, thì mình có thể điểm ra 3 yếu tố đây. Yếu tố thứ nhất, rằng là khi mà bạn bị áp lực từ phía gia đình, từ phía nhà trường, rằng là điểm số bạn thấp, bạn cần phải đi học thêm nhiều, có nhiều bài vở phải học nhiều,
thì lúc đó bạn sẽ quen với cái khối lượng công việc lớn, rằng là đây, khối lượng bài tập nhiều, trong một thời gian ngắn bạn hoàn thành. Và rồi sau đó dần dần nó thành một cái nếp cho tương lai của bạn, là khi mà bạn ra ngoài kia, ra ngoài xã hội, công việc nặng nề hơn rất nhiều, có thể những hôm chạy deadline tối chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng, 3-4 tiếng đó, và bạn sẽ quen với điều đó, quen với việc chịu áp lực, rất có lợi đúng không? Đó. Cái thứ hai rằng là ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn. Tức là sao? Tức là khi mà bạn học giỏi, học tốt thì bố mẹ của bạn bè cũng như là bạn bè nhìn vào bạn sẽ thấy rằng là à, thằng này cũng là một thằng học được, cũng có khả năng học. Vì tại sao? Vì họ chỉ có thể nhìn vào điểm số của bạn để đánh giá được bạn học như thế nào, chứ bố mẹ người khác mà làm sao mà có thể biết được quá trình của bạn học như thế nào mà để có thể đánh giá một cách khách quan, đúng không? Đó, thì họ nhìn vào đấy họ thấy đứa này nó không giỏi, chơi được đấy, họ có thể còn tác động vào con cái, khuyên con cái rằng là nên chơi với đứa này, nên chơi với đứa kia. Và chính những cái đứa bạn của bạn nhìn vào bạn khi thấy bạn giỏi, chúng nó cũng muốn chơi với mình nhiều hơn, muốn thân thiết hơn, vì ai cũng muốn có những người xung quanh tốt, giỏi để có thể có một cái môi trường tốt giúp mình phát triển và học hỏi được thêm. Và cái thứ ba, chính xác là về cho gia đình bạn, thì thực sự ở đây cái việc này mình phải làm rõ là bạn không cần phải học để cho bố mẹ vui lòng. Tức là sao? Tức là bạn đừng có nghĩ trong đầu mình là ừ thôi mình học cái này cố thêm tí cho bố mẹ vui. Đừng như vậy. Bạn phải rõ ràng và nhớ rằng học sẽ khiến cho bố mẹ vui, nhưng mình không học để cho bố mẹ vui. Được chưa? Ok. Đó là ba cái mà mình nhận ra và mình áp dụng đến tận bây giờ mà mình vẫn thấy nó đúng. Còn một cái nữa thì cái này là một cái gọi là quan trọng, gọi là bậc nhất. Tức là cái việc mà bạn cảm thấy rằng mệt mỏi với việc học nhiều và bố mẹ thì vẫn đưa bạn đi học mỗi ngày, thì làm thế nào để bạn có thể cân bằng và nói được để bố mẹ hiểu rằng là con cảm thấy môn này chỉ cần đến thế này, và con cần có những cái đam mê riêng của bản thân, con muốn phát triển nó. Đó, thì cái đấy nó đánh giá và nó đánh thẳng vào cái sự dũng cảm và cái suy nghĩ của bạn. Tức là sao? Tức là bạn sẽ có dám rằng là một lần nếu ông ra ngồi với bố mẹ nghiêm túc nói chuyện rằng là con thấy môn chính môn phụ này đúng là quan trọng thật, con đủ khả năng để học nó ở mức đủ, nhưng không cần thiết con phải học nó ở mức quá cao, vì con thấy rằng là nó không cần thiết cho cái con muốn làm. Ví dụ như con muốn làm bác sĩ, con muốn làm kỹ sư, hay là con muốn làm người đây, thì con không nhất thiết phải học môn giáo công dân, con cũng không nhất thiết phải học quá trăm môn lịch sử. Đó, những cái đó chỉ là những cái yếu tố để con có thể nói chuyện với những người bên ngoài, chứ không phải là một cái cực kỳ cần thiết ở thời điểm hiện tại. Đó, thì cái việc mà bạn dũng cảm mà nói được với bố mẹ, nó đã rằng là bạn có thể cân bằng được cái việc suy nghĩ của bố mẹ và suy nghĩ của cá nhân mình. Khi mà bạn được làm được việc đấy rồi thì bố mẹ bạn cũng nhìn nhận lại bạn rằng à, con mình cũng lớn rồi, cũng thấy rằng là nó khá là biết nghĩ, khá là biết chọn hướng, và mình cũng nên suy xét, xem xét lại cái ý kiến của nó. Qua cái việc này thì mình cũng muốn truyền tải đến các bạn một cái thông điệp rằng là khi đối chất với một ai đấy, hoặc là khi mà đối diện với một vấn đề nào đấy mình ở thế kém hơn, thì mình luôn cần phải có những cái phương án cụ thể một cách gọi là rất là chính thống, một cách rất là chuẩn xác, và đưa ra một cách gọi là tự tin nhất. Đừng có kiểu ngồi đây không? Tại sao tôi lại ở đây, tại sao tôi lại ở kia, tại sao tôi phải làm thế này. Đừng ngồi hỏi thì được, nhưng hãy giữ nó trong đầu và tìm ra phương án giải quyết. Đừng hỏi mãi không làm được một cái gì cả. Ok. Và vâng, sau khi kết thúc trả lời hai câu chỉ liên quan đến bố mẹ phụ huynh rất căng thẳng, thì bây giờ chúng ta đến với một câu hỏi
liên quan đến cá nhân. Đó là một bạn hỏi rằng là tại sao bây giờ tôi vẫn kém hơn người khác. Thì thực sự bạn ạ, một số ít người đẻ ra họ có tài năng thiên bẩm, sự thông minh của bạn là cái khủng tử. Đấy, họ sinh ra để làm những cái việc mà họ đang làm. Đấy. Nhưng mà 99% dân số hiện nay chắc thế, là họ tuân theo một quy tắc cần cù bù siêng năng. À không, cần cù bù thông minh. Đấy. Thì phải chăm, phải chỉ thì mới làm được cái này, làm được cái kia, tìm được cái này, học được cái kia, đúng không? Đúng. Cái thứ hai rất quan trọng, đó là cái chính là suy nghĩ của bản thân mình. Khi mà bạn nghĩ quá nhiều rằng là mình kém hơn người này, mình kém hơn người kia, tại sao mình lại kém hơn, thì trong lúc đó họ đã phấn đấu, họ đã vượt lên rất nhiều. Đó là gì? Đó chính là sự tự ti. Sự tự ti ảnh hưởng đến bạn rất nhiều. Khi mà bạn cứ ngồi đấy bạn tự ti mãi mà bạn không tìm ra cách để có thể vượt qua họ, cũng như là có thể sánh ngang họ, thì bạn sẽ có những suy nghĩ vô cùng tiêu cực về học tập và rất khó có thể đi lên. Đấy. Như mình như này, mình là một người rất kém. Những được cái không suy nghĩ tự ti, thế nên là bây giờ vẫn rất kém. Ok, ổn mà, chả làm sao. Đến câu hỏi thứ tư, thì đối với tôi đây là một câu hỏi khá đặc biệt. Vì ở trên vừa có một người hỏi rằng là tại sao tôi vẫn kém người khác, mà tôi trả lời rằng có thể bạn lười biếng. Và ngay ở dưới đây thì lại có một người hỏi rằng làm thế nào để bỏ được thói quen lười biếng. Thì sau một quá trình nghiên cứu cũng như rút kinh nghiệm từ bản thân, thì cách đây 3-4 năm tôi là một người rất lười. Và tôi quyết định rằng là tôi sẽ cứ lười, tôi sẽ chơi game này, chơi mọi thứ, làm mọi thứ mình thích. Cái gì không phải vận động trí óc mà cảm thấy làm cho tôi thoải mái là tôi làm. Tôi chơi tẹt bô luôn, bố mẹ chứ vẫn chơi, không quan tâm sự đời. Đấy. Và rồi đến một lúc cái khối lượng công việc trong khoảng thời gian đáng ra tôi phải làm nó dồn lại, to rồi. Và rồi tôi phải phi vào làm, tôi nhận ra là tôi cần phải làm, tôi làm như điên. Đấy. Và dần dần sau một khoảng thời gian đó, khi tôi hoàn thành, nó lại trở thành một cái nếp. Tức là lúc ý tôi rất chăm chỉ, và sau đó tôi vẫn cứ tiếp tục chăm chỉ như thế. Tôi quen với việc đó, và dần dần tôi đã trở nên như ngày hôm nay. Cố lên bạn nhé. Ok, sau khi kết thúc 4 câu trả lời thì chúng ta có thể sâu chuỗi như sau. Đầu tiên là bố mẹ đặt đâu con người đấy. Tiếp đến bệnh thành tích, tôi lại đến gì? Tôi vẫn kém hơn người khác, tôi đến gì? Làm thế nào để bỏ thói quen lười biếng? Và đây bây giờ đến câu cuối cùng chốt lại cho video này là tại sao các tội phạm vẫn tiếp tục phạm tội. Đấy. Thì theo suy nghĩ cá nhân của mình thì có 3 lý do dưới đây. Đầu tiên là lý do khách quan, đó là những áp lực, áp bức từ xã hội, có thể kể đến như là những cái lời chỉ trích từ người ngoài, hay những cái áp lực về mặt kinh tế, gia đình, danh vọng sự nghiệp, kiểu người ta thấy mình kiểu kém cỏi, người ta mày ngu, mày vứt, mày ăn hại. Đấy, ví dụ như thế. Thì họ cảm thấy rất là khó chịu, rất là bực, và lúc đó khiến họ dẫn tới những cái hành động là đi làm cái này, làm cái kia, gọi là phạm tội đấy, để đem lại lợi ích cho bản thân, đem lại những cái tốt cho kinh tế cũng như rằng là gia đình mình. Đó. Thì về cơ bản cái lý do khách quan này không mấy ai cảm thấy được, trừ những người đã phạm tội. Vì sao? Vì bây giờ là thế kỷ 21 và các gia đình, khá nhiều gia đình là có nền giáo dục cũng như rằng là nền kinh tế khá ổn, thành ra là chúng ta khó mà hiểu được, gọi là đang sướng ấy, khổ không chịu được. Đó. Thứ hai là họ đặt niềm tin vào cái thứ, một cái thứ kiểu như là mình có thể vượt qua được phi vụ này, mình làm xong cảnh sát chịu, bó tay, mình xóa hết dấu vân tay, mình xóa hết tất cả những cái mong anh muốn tìm tao ra kiểu gì đấy, kiểu gọi là khinh thường công an đấy. Thế nên là họ cứ làm thôi, những cái niềm tin kiểu rất mạnh mẽ,
niềm tin. Ok. Tonight.